ơn quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được phát sóng vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 26 tháng 12 năm 2023 có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ấn nút vận hành thử dự án tổ hợp dự án hóa dầu miền Nam thành phố Vũng Tàu. Hiệu quả dân vận khéo trong giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm tại thị xã Phú Mỹ. Từ ngày 25 tháng 12, chính thức triển khai vé điện tử tại di tích quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Mở đầu là những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn về việc đưa vào vận hành thử nghiệm dự án tổ hợp dự án hóa dầu miền Nam tại thành phố Vũng Tàu. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, ông Nguyễn Văn Thọ đã ấn nút vận hành thử nghiệm dự án tổ hợp dự án hóa dầu miền Nam. Làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu Long Sơn, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động công ty trong việc xây dựng và đưa vào vận hành thử nghiệm dự án tổ hợp dự án hóa dầu miền Nam. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc công ty sẽ vận hành thử nghiệm dự án thành công, được Hội đồng nghiệm thu nhà nước chấp thuận kết quả như kế hoạch. Dự án tổ hợp hóa dầu miền Nam có tổng mức đầu tư 5,1 tỷ đô la Mỹ, diện tích đất sử dụng 461 ha. Đây là dự án có vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Bà Rịa Vũng Tàu, được xếp vào dự án trọng điểm quốc gia, khởi công xây dựng từ tháng 2 năm 2018. Khi đi vào hoạt động ổn định, dự án sẽ sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn polyolefin mỗi năm. Đây là nguyên liệu sản xuất ra nhiều sản phẩm nhựa được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Theo kế hoạch, tháng 1 năm 2024, dự án sẽ chính thức vận hành thương mại. Tại thành phố Vũng Tàu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân 3 tháng 3 năm 1989, 3 tháng 3 năm 2024. Thời gian thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 35 năm ngày Biên phòng Toàn dân từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 3 tháng 3 năm 2024. Với chủ đề 65 ngày thi đua lập công quyết thắng, Bộ Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tập trung vào các nội dung xây dựng ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao cho cán bộ chiến sĩ trong toàn Bộ đội Biên phòng tỉnh, đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tổ chức tốt các hoạt động thi đua, dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn. Thưa quý vị, mạnh tay xử lý bán hàng rong là chủ trương của thành phố Vũng Tàu trong những năm gần đây và đặc biệt là trong năm 2023, năm thành phố triển khai năm chỉnh trang đô thị. Mặc dù người bán hàng rong bị xử phạt nhiều nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Do đó, trong dịp cuối năm, Công an thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo các lực lượng tăng cường hơn công tác tuần tra, xử phạt nhằm hạn chế tối đa vi phạm này. Tất cả những người bán hàng rong đều biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nên tất cả luôn trong tư thế đối phó, bỏ chạy khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng. Không phải thuê mặt bằng, địa điểm bán hàng linh hoạt nên nhiều người chọn bán hàng rong. Dù nhiều lần bị phạt và tạm giữ phương tiện, dụng cụ buôn bán, song nhiều người vẫn đeo bám nghề này. Mình đã bị bắt 3 lần chiếc lôi lớn rồi. Thì lúc đó bắt là cục vốn rồi đó. Bây giờ sao? Đem cam về tôi chứ giờ sao? Làm cái vỏ là đi tiếp. Cái vỏ này là bị bắt nữa. Bây giờ bắt thì bắt thôi chứ giờ công việc mình đi bán thì chứ ở nhà cũng đâu có tấu làm đêm và chợ rồi, sáng mình làm thêm. Thất nghiệp, cuộc sống khó khăn là lý do của những người bán hàng rong khi trình bày với cơ quan chức năng khi bị phát hiện xử lý. Nói chung cái này thì nó được cái là nó tự do chị. Còn ốm mình đau thì mình nghỉ được, nhưng làm công ty thì không nghỉ được chị. Thế còn em thì cũng hai đứa, mình cũng vất vả nên là cố gắng thôi. Theo nhận định của lực lượng chức năng, thời điểm cuối năm và thời điểm giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các phương tiện bán hàng rong sẽ hoạt động nhiều hơn. Do đó, ngoài các chuyên đề xử phạt đối với vi phạm này, Tổ cảnh sát trật tự 113 Công an thành phố Vũng Tàu được chỉ đạo tuần tra mỗi ngày trên các trục đường trọng điểm, các khu chợ tự phát trên địa bàn, kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp bán hàng rong. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng các phường xã trên địa bàn thành phố cũng tăng cường công tác kiểm tra xử phạt người bán hàng rong nhằm lập lại trật tự đô thị văn minh sạch đẹp.
Chuyển sang ghi nhận về hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2024 vừa được Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức. Năm 2024, thị xã Phú Mỹ phấn đấu thu ngân sách nhà nước hơn 2.400 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo chuẩn tỉnh dưới 0,32%, nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế lên 93,2%. Xác định năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Phú Mỹ lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025. Lãnh đạo thị xã đề nghị các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Theo báo cáo của Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép TCIT, năm 2023, năng suất giải phóng tàu của cảng đạt 130-135 container trên một giờ, tăng 4% so với năm ngoái. Thời gian qua, Cảng Quốc tế Tân Cảng Cái Mép TCIT luôn chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm gia tăng các tiện ích và nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng sử dụng dịch vụ tại cảng. Hiện 100% khách hàng thanh toán trực tuyến, áp dụng cập nhật dữ liệu trên hệ thống nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục giao nhận container tại cổng. Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm trao đổi các dữ liệu thông tin từ hệ thống cảng TCIT tới hãng tàu một cách tự động. Nhờ đó, năng suất giải phóng tàu của cảng năm 2023 tăng 4% so với năm ngoái. Thưa quý vị, thị xã Phú Mỹ là địa phương đang có nhiều dự án giao thông trọng điểm quốc gia và của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được triển khai. Trong số này, có dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng để dự án đảm bảo tiến độ thi công. Thời gian qua, các cấp các ngành, đoàn thể thị xã Phú Mỹ đã thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư của người dân, khéo léo, kiên trì trong vận động, tuyên truyền để người dân sớm bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn đi qua thị xã Phú Mỹ, có chiều dài 15,5 km. Đây là dự án có số hộ dân bị thu hồi đất nhiều nhất tính từ trước đến nay với 1.059 hộ. Tổng diện tích đất thu hồi hơn 115 hectare. Hiện công tác chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng đối với dự án này tại thị xã Phú Mỹ đã đạt 96,5%, tức gần 2.300 tỷ đồng, khoảng 1.000 hộ nhận tiền đền bù. Đáng ghi nhận là nhiều hộ chưa nhận tiền đền bù vẫn bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Chúng tôi cũng đã là thành lập các cái đoàn để đi vận động trực tiếp theo cái phương châm là mưa dầm thấm lâu để làm sao người dân chúng ta hiểu được. Nhiều cái hộ dân tham gia là tức là bàn giao mặt bằng trước rồi nhận tiền sau và có những cái chính sách an sinh xã hội rồi hỗ trợ tái định cư làm sao để cho người dân ổn định cuộc sống để an tâm để bàn giao mặt bằng. Thì cái do cái phương pháp đó thì ở trên địa bàn cũng khá thành công trong công tác dân vận về cái đường cao tốc và các dự án ở trên địa phương. Xã Tóc Tiên có 465 hộ với 58 hectare diện tích đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Thời gian qua, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, triển khai dự án, thường xuyên khảo sát thực địa, tiếp xúc trực tiếp với các hộ dân để nắm bắt vướng mắc, khó khăn và kịp thời giải quyết, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng. Đến nay, đến 98% diện tích đất tại xã Tóc Tiên được người dân bàn giao cho đơn vị thi công, trong đó có 18 hộ dân đã chủ động bàn giao 17 hectare đất trước khi nhận tiền đền bù. Ban chỉ đạo xã thì đã chỉ đạo phân công cán bộ đảng viên cũng như các hội đoàn thể đi tới vận động từng các hội viên, đoàn viên của chi hội mình. Sau đó là phân công cấp ủy viên phụ trách địa bàn, tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thực hiện dự án cao tốc đi qua địa bàn Tóc Tiên. Nói chung là vấn đề đường cao tốc này phục vụ cho cái công trình quốc gia, nhà nước, thì trong đó có phục vụ cho người dân đi lại được thuận tiện dễ dàng. Thì bản thân là cũng như gia đình cũng như là người dân ở đây chung quanh đây người ta cũng xác định được cái quyền lợi của mình được hưởng. Chủ trương của nhà nước đã tuyên truyền như thế. Thì mình đồng thuận thôi, ủng hộ thôi, không có gì để. Thì mình cũng bàn giao mặt bằng trước để mà cho được làm, tiến hành cũng như được thuận lợi. Tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua địa bàn xã Châu Pha có chiều dài 4,5 km, 291 hộ tổ chức bị thu hồi, 35 hectare đất. Hiện 95% trường hợp đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
Giờ mà nói thì người dân hoàn toàn ủng hộ, bởi vì cái thực trạng hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông hiện nay rất là chưa đáp ứng được cái nhu cầu. Do vậy cho nên là tôi cũng trông rằng là nhà nước sớm làm triển khai sớm để dân được hưởng cái phúc lợi. Như người ta còn hiến đất để làm đường, nhưng ở đây là nhà nước hỗ trợ các thứ thì chúng tôi ủng hộ. Thực hiện tốt cái dự án đường cao tốc đi qua địa phương, đảng ủy, ủy ban cũng đã triển khai tốt cái công tác tuyên truyền vận động đến các chi bộ, mặt trận đoàn thể và đến các cái thôn ấp. Thì qua cái công tác tuyên truyền thì đa số các cái hộ dân trong cái khu vực quy hoạch rất là phấn khởi và đồng tình với cái chủ trương góp phần cho địa phương hoàn thành việc bồi thường và bàn giao mặt bằng. Thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục vận động thuyết phục các hộ dân còn lại bàn giao đất sớm nhất để phục vụ dự án. Năm 2023, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Nhờ vậy, công tác hội và phong trào phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên luôn được các cấp hội phụ nữ thị xã Phú Mỹ quan tâm. Đến nay, các cấp hội phụ nữ thị xã Phú Mỹ đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hơn 4.200 hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 220 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 37 chị vay vốn khởi nghiệp gần 2,7 tỷ đồng. Thị xã Phú Mỹ duy trì 664 nhóm phụ nữ tiết kiệm với tổng số tiền huy động gần 23 tỷ đồng. Hội còn vận động nhà hảo tâm trao tặng hàng ngàn suất quà, học bổng cho hội viên phụ nữ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nhân dịp tổng kết công tác hội năm 2023, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tặng giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào phụ nữ năm 2023. Ngoài ra, 4 cá nhân được tặng giấy khen thực hiện các chuyên đề do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động. Một ghi nhận tại huyện Châu Đức. Thưa quý vị, do tình hình kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu nên nhiều nhà vườn tại huyện Châu Đức đang lo lắng về sức tiêu thụ hoa Tết năm nay sẽ giảm so với mọi năm. Xã Láng Lớn, huyện Châu Đức là địa phương có diện tích trồng hoa Tết lớn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với 50 hộ trồng trên diện tích khoảng 30 hectare. Hiện hơn 200.000 chậu hoa phục vụ Tết Nguyên Đán được người dân tích cực chăm sóc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ có khoảng 30% lượng hoa đã được thương lái đặt mua, giảm đến phân nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, nhiều năm nay, nuôi bò mang lại nguồn thu nhập cao cho nông dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, góp phần vào công cuộc giảm nghèo tại địa phương. Thế nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, giá bò liên tục sụt giảm, trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, khiến bà con nông dân gặp nhiều khó khăn. Ghi nhận tại xã Long Phước, thành phố Bà Rịa. Từ đầu năm 2023 đến nay, giá bò thịt, bò giống giảm mạnh, khiến việc chăn nuôi của gia đình anh Lữ Sĩ Hoàng ở xã Long Phước, thành phố Bà Rịa gặp nhiều khó khăn. Hiện trung bình một con bò giống có giá từ 15 đến 18 triệu đồng. Bò hơi có giá khoảng 60 đến 65 ngàn đồng một kg, giảm đến gần phân nửa so với năm ngoái. Với giá này, mỗi con bò nuôi 1 năm rưỡi, anh Hoàng đang lỗ 15 triệu đồng. Trước năm 2022 là giá bò nó có rất là ổn định. Mà từ năm 2022 là trở về đây lấy dục cho giá bò là giảm sụt rất là nhiều. Tiền cám thì không có hạ, bây giờ là mình phải bán đổ bán tháo, bán hết phân nữa để mình có tiền mình trả cám thực phẩm, rồi tiền rơm, tiền này kia nọ nữa. Giờ còn cầm cự chỉ còn được 5 con. Gắn bó với nghề chăn nuôi bò hơn 30 năm, nhưng thời gian gần đây, ông Phan Văn Thịnh phải giảm 2/3 đàn để bớt chi phí thức ăn chăn nuôi vì càng nuôi càng lỗ. Giữ lại nuôi thì lỗ rồi đó. Nhiều bán thì ba bán quá rẻ, mà có thể là ốm quá, có thể là ốm, có thể là người ta không mua chơi nữa, nhận nữa, rất khổ vậy đó. Thì cách đây 2-3 năm về trước á, thì nuôi bò thì giá cả nó cũng hơi cao, thì mình nuôi mình vẫn còn kiếm lời được chút đỉnh, nhưng mà hiện tại giờ giá cả bò thị trường nó rất là thấp. Tận dụng lợi thế tự nhiên nên nhiều năm qua, nông dân xã Long Phước phát triển mạnh nghề nuôi bò. Thời gian đỉnh điểm, tổng đàn bò địa phương lên đến 3.000 con với hơn 200 hộ nuôi. Tuy nhiên, do giá thức ăn ngày càng tăng cao, trong khi giá bò giảm mạnh khiến người chăn nuôi thua lỗ phải giảm đàn. Hiện toàn xã Long Phước chỉ còn 1.600 con bò, giảm gần 50% so với năm 2022.
Thì lý do bò giảm sâu như thế là do cái lượng bò nhập tiểu ngạch về quá nhiều và nó bán giá thấp hơn bò ở địa phương. Ở Long Phước chủ yếu là nuôi bò lai xin, cho nên cái lượng thịt và cái chất lượng thịt nó không đạt bằng những loại bò ba bê, bò Úc hay bò Italy. Hội nông dân xã Long Phước khuyến cáo nông dân bám sát thị trường để có kế hoạch chăn nuôi phù hợp, không giảm đàn ồ ạt khiến nguồn cung bị đứt gãy, đồng thời tập trung phòng chống dịch bệnh cho đàn bò, tận dụng thêm phụ phẩm nông nghiệp để giảm chi phí thức ăn. Thời gian tới, Hội nông dân xã Long Phước sẽ thành lập các tổ hợp tác liên kết trong chăn nuôi để đảm bảo đầu ra, giúp chăn nuôi bò phát triển bền vững. Thưa quý vị, một nữ bệnh nhân nguy kịch được gia đình đưa vào Bệnh viện Bà Rịa với mong muốn bệnh nhân được chăm sóc giảm nhẹ trong những ngày cuối cùng. Tuy nhiên, với trái tim cùng trách nhiệm của người thầy thuốc đã thôi thúc các bác sĩ Bệnh viện Bà Rịa không bỏ cuộc, qua đó làm nên điều kỳ diệu cho bệnh nhân và gia đình. Bệnh nhân 92 tuổi này trước đó tưởng không thể qua khỏi. Nay chuẩn bị xuất viện trong niềm vui và hạnh phúc vô bờ bến của chính bản thân lẫn gia đình. Trong khi mẹ tôi đang ở là cái như là trạng thái là thập tử nhất sinh, nói chung là chỉ cần khoảng 1 hoặc 2 ngày là cái như là bà đã ra đi mãi mãi. Nhưng thực tế một điều kỳ diệu đã xảy ra và đội ngũ y bác sĩ đã tăng tình giúp đỡ cho mẹ tôi vượt qua cơn bão bệnh, là không có cái nỗi niềm nào mà đã tả nổi cái khi mà người mẹ đã ngồi kế bên mà mạnh khỏe như thế này. Trước đó bệnh nhân bị viêm phổi nặng, suy hô hấp trên nền bệnh lý cao huyết áp, đái tháo đường, suy thận mạn giai đoạn 3. Dù đang điều trị tại bệnh viện tuyến trên nhưng do tiên lượng xấu, bệnh nhân được người nhà xin về và đưa đến Bệnh viện Bà Rịa với mong muốn bệnh nhân được chăm sóc giảm nhẹ đau đớn trong thời khắc cuối cùng của cuộc đời. Thời điểm Bệnh viện Bà Rịa tiếp nhận, bệnh nhân sốt cao và đang trong tình trạng hôn mê. Không từ bỏ cơ hội cứu sống bệnh nhân dù mong manh, Bệnh viện Bà Rịa đã tiến hành hội chuẩn đa chuyên khoa, nội tim mạch, hồi sức tích cực, lọc máu, dinh dưỡng, vật lý trị liệu phục hồi chức năng để đưa ra các phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho bệnh nhân. Chúng tôi đã đưa ra những phác đồ thuốc, phác đồ về dinh dưỡng, chế độ ăn hàng ngày và những cái bài tập chuyên biệt cho bệnh nhân dựa theo cái tình trạng bệnh hàng ngày của bệnh nhân. Tôi đã quyết định là lựa chọn một cái phương pháp nuôi ăn là phương pháp nuôi ăn là nhỏ giọt chậm cho bệnh nhân, với cái thứ hai là chọn cái sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt dành cho bệnh nhân là kém hấp thu. Sau 2 tuần được điều trị tích cực, bệnh nhân đã hoàn toàn phục hồi, ăn uống tốt và dự kiến được xuất viện trong vài ngày tới. Thưa quý vị, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Bà Rịa phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh tổ chức tuyên truyền giáo dục kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho gần 1.000 giáo viên học sinh của trung tâm. Giáo viên học sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được phổ biến những nội dung cơ bản về pháp luật phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn và thực hành cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời được trang bị kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra. Đảng ủy phường Phước Trung thành phố Bà Rịa trao huy hiệu 30 năm, 40 năm và 50 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên trên địa bàn. Những huy hiệu này là sự trân trọng với những cống hiến của các đảng viên. Đây cũng là vinh dự, là trách nhiệm để các đảng viên tiếp tục rèn luyện, phát huy hơn nữa vai trò tiên phong của người đảng viên kiên trung mẫu mực, góp phần xây dựng đảng bộ phường Phước Trung ngày càng trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị, từ hôm qua 25 tháng 12, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo triển khai việc bán vé và kiểm soát vé điện tử cho khách tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo. Đây là đơn vị tiên phong trong việc triển khai bán vé điện tử trên địa bàn huyện Côn Đảo. Để mua vé tham quan khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo theo hình thức online, du khách truy cập vào trang web tại địa chỉ vé tham quan di tích côn đảo.gamanix.com, xem hướng dẫn và tiến hành đặt vé. Song song với việc bán vé theo hình thức online, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo vẫn triển khai hình thức bán vé điện tử trực tiếp để phục vụ du khách tại quầy bán vé đặt tại Bảo tàng Côn Đảo. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.